Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video cho hai con quay Nido nhỏ nhất. Theo mình nghĩ là nó thuộc hàng nhỏ nhất luôn. Và mình sẽ cho nó đấu nhau nha. Vì hai con quay này mình cũng đã làm video mở hộp rồi. Các bạn có thể xem link ở phần mô tả bên dưới nha. Đây mình sẽ cho nó đấu nhau. Hai con quay nó khá là nhỏ thôi. Con này là con tầng trên cùng của con quay chứa tới bóng tối. Con quay này là con quay tầng dưới của con quay thần phong giáp chiến hợp thể. Ngoài ra còn có thần rồng mút lửa hợp thể mà mình chưa có mua nha. Bây giờ mình sẽ cho ở đâu nha. Thì chứ tụi muốn tới thôi. Vậy hai con hoài nha. Lần này mình sẽ cho ông quay này ngược lại nha. Thần phong nhất chiến thô. Chưa kịp làm gì nó rớt xuống hố rồi.
thường phong nhất chiến thôi. Bây giờ mình sẽ cho nó đấu trận cuối nha. Lần này thì chú để bóng tới thôi nha. Mình xin dừng video tại đây nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đừng quên like, share cho video của mình và subscribe cho kênh của mình nha.